Xin chào quý vị các bạn, hôm nay DidongCaocap.Vn giới thiệu bạn video thay phím nguồn, phím âm lượng của SKY A860. Khi quý khách hàng gặp các sự cố liên quan đến SKY A860 như phím âm lượng không bấm được, không chỉnh điều chỉnh được, phím nguồn bấm khó khởi động, quý khách hàng vui lòng đến các địa chỉ DidongCaocap.Vn trên toàn quốc để thay phím nguồn, phím âm lượng mới với giá rất hấp dẫn. Mọi thông tin vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 750 99 để tư vấn hỗ trợ. Xin cảm ơn.